chào cả nhà nha. Hôm nay thì Dương dụ được hai lúa vô ngồi ăn chung với thì Dương nè. Hôm nay hai chồng thì Dương mới đi câu về cả nhà, cho nên là mới luộc cua lên luôn nè. Bây giờ hai chồng mình thưởng thức, mời cả nhà thưởng thức với thì Dương nha. Chào cả nhà. Nè, thấy con cua to không cả nhà? Nó đang là ăn dở dang rồi đó. Nè, thấy con cua lớn không cả nhà? Hôm nay là đi câu tôm, kết hợp đi câu cua luôn, mà tôm thì không có cả nhà ơi, cho nên là bây giờ chỉ có cua thôi chứ không có tôm ăn. Đó, cả nhà thấy cua đã không cả nhà? Xếp lại cho cả nhà coi con cua nó bự cỡ nào. Như vậy đó, đẹp không cả nhà? Thấy cua lớn không cả nhà? Đó, bây giờ thì Dương ăn nha. Dương lấy một con ăn thử coi nó, con nào mà nặng á là nó chắc, mà con nào mà nó nhẹ á là nó không có, nó không có chắc nữa nha cả nhà. Bây giờ thì Dương bẻ thì Dương ăn nè. Thì Dương ăn cua á, là chuyên môn á, là cầm mấy cái chân bẻ một bên trước không cả nhà, tại vì khi mà bẻ như vậy nè là mình tách được nguyên cái con cua ra. Wow. Nhìn con cua đáng không? Sợ chưa? Thì Dương bắt hết mấy cái yếm của nó đi nè. Cái yếm hoặc là cái phổi, có người gọi là cái phổi, có người gọi là cái yếm nè. Cái đó là cái mà nó thở. Không ngon gì bằng, ngon bằng đó là cua mới câu về. Ngon lắm đó cả nhà. Mới câu về mình luộc ăn nó ngọt thì là ngọt luôn đó. Nhưng mà ai mà có thể mà ăn cua lạnh được á, khi mà ăn cua lạnh được rồi á là mọi người không có muốn ăn cua nóng nữa nha cả nhà, tại vì cua nóng á nó không có ngọt bằng cua lạnh. Cái này mà luộc xong rồi bỏ vô tủ lạnh á, để cho nó lạnh xong rồi sáng mai ăn á hết sợi luôn á, thêm cái nước juice của con cua á, nó thấm vô cái thịt lại ăn nó rất là ngọt. Nếu ai chưa ăn cua lạnh bây giờ cả nhà thử đi, thử rồi sẽ biết là khi mà cua lạnh á, nó ăn nó ngon, nó ngọt cỡ nào. Mấy cái phổi, mấy cái mắt, mấy cái miệng nó bẻ hết luôn rồi. Giờ thì Dương bẻ đôi luôn. Ui trời, nó ngon. Wow. Nuốt cái gặm. Ăn cua này có nhiều chất vôi lắm nha các bạn. Nhưng mà tiếc hay không? Mình tìm hiểu ra hơi trễ. Sao trễ? Trễ là tại vì rụng hết răng rồi. Mới tìm hiểu ra rất nhiều chất vôi. Rụng hết răng rồi. Thì giờ ăn vô cho chất vôi nó có mọc lại. Chất vôi răng nó mọc lại được không cả nhà? Chắc là già rồi răng mọc không được nữa rồi. Thịt nó ngọt dễ thật luôn. Có chất vôi là răng không mọc lại được nữa. Thì bây giờ cho cứng xương. Đâu sao đâu, chuyện nhỏ mà. Hôm nay đi câu á, có gặp người bạn làm Uber hả? Ăn tốt ghê. Như là một bạn làm Uber gặp và chào hỏi. Hôm nay anh nhớ câu có nhiều không? Hôm nay anh cũng đi câu tôm. Anh xem Mỹ hả? Đúng rồi. Người mà về Việt Nam á. Ồ. Anh Pacific hả? Ồ, anh đó anh cũng làm YouTube với Thùy Dương. Cũng qua lại mấy lần á. Thùy Dương không nhận ra, nhưng mà anh nhận ra Thùy Dương. Gặp nhau trên biển. Gặp nhau trên biển anh tới anh hỏi. Anh hỏi phải Thùy Dương không? Nói Thùy Dương nè, rồi Thùy Dương hỏi sao mà biết Thùy Dương. Thì ra là anh coi cái video của Thùy Dương, xong rồi anh nhận ra chiếc tàu của Thùy Dương. Tại đi trên biển á, thì chị đâu có nhìn ra người đâu, chị nhận ra được cái tàu thôi. Thùy Dương hay quay cái tàu. Cho nên là anh nhận ra cái tàu, rồi anh thấy anh ghé lại nói chuyện chút xíu. Anh cũng đi câu. Mà tàu của anh tàu lớn, tàu của mình nhỏ xíu không?
đi ra ngoài biển lớn á, sóng lớn á, cũng sợ lắm. Phải có tàu lớn nó đi mới an toàn. Tàu nhỏ đi nguy hiểm, nhất là lúc mà sóng mà nó cái thủy chiều lên, thủy chiều xuống á, nó chạy nhanh lắm. Cuồn sóng. Khi mà thủy chiều lên á, hoặc là xuống á, nó chạy nước ra nước vô, trời nó chạy nhanh đến nỗi mà cái sóng nó cuồn cuộn luôn á, mình đi tàu mình thấy sợ luôn á. Chưa bao giờ mà đi ra cái chỗ mà sóng nó lớn như bữa nay hả? Em chưa đi chứ anh đi rồi. Thì anh đi rồi nhưng mà em chưa bao giờ đi á. Anh đi vượt biên đương nhiên là đi rồi. Đi vượt biên là không nói. Vượt biên không nói. Cái vượt biên thì ra đại dương là chuyện nhỏ hả? Ra đại dương thì cái điều đó là không tránh nào khỏi. Nó không cả nhà. Đi vượt biên đó, sóng gấp 10 lần. Dương lắm, chưa đi ra biển lớn bao giờ hết. Đi mà sóng đánh là các bà, các cụ á, hoặc là các bác á, chỉ biết ngồi đọc kinh hoặc là ngồi nữa. Khóc. Ngồi niệm Phật thôi. Ngồi cầu nguyện. Ngồi cầu nguyện thôi. Bây giờ ngoài nó ra đâu biết làm gì đâu. Cầu nguyện ơn trên che chở thôi. Biết bao nhiêu các đồng bào mò mẫm trên biển để tìm tự do. Người làm ăn nhiêu còn nhiêu để vô tủ lạnh á cả nhà. Để vô tủ lạnh xong rồi sáng mai ăn lạnh. Cái nước á, nó vô cái thịt lại á, nó làm cho con cua á, cái thịt cua nó ngọt á. Bây giờ mình ăn nóng, mai mình ăn lạnh. Alo, anh Hinh còn rồi các bạn. Anh vẫn nhăn luôn. Thì Dương ăn chậm lắm. Thì Dương mới ăn được có nửa con. Nửa con chưa hết cái càng của cái nửa con đó nữa. Thì Dương ăn cũng chậm hết. Làm cũng chậm luôn. Có nhờ có hai lúa làm gì cũng nhanh. Này giống như trời bù qua xớt lại. Có người này người kia. Hai người mà nhanh hết. Làm hết việc sao. Còn hai người chậm hết. Thì làm gì ăn, làm gì sống, sao sống nổi. Nên là luật bù trừ của trời là vậy cả nhà. Có người này người kia. Cua to ăn có một con mà no luôn. Hai lúa nào kìa. Nó to quá. Để sáng mai ăn đúng không? Sáng mai mà khi mà nó cái nước nó nước ngọt nó ngấm vô cái thịt của nó lại ăn nó ngọt hơn. Có người bạn chia sẻ là các bạn đừng có lên hấp hoặc là luộc bằng nước bia hay gì á. Việt Nam mình thì cứ luộc bằng nước bia hoặc là hấp được bia. Nhưng mà có người bạn mới chia sẻ là mình lấy nước mặn ở biển đưa về luộc. Bỏ... mình cứ nghĩ rằng á nó sẽ mặn nhưng mà nó không mặn, nhưng mà không mặn.
Nhưng mà bây giờ đổ đầy nồi ngập cua hay là nửa cua nửa một chút xíu thôi? Theo anh nghĩ là chắc là đổ ngập con cua. Ngập con cua hả? Ừ. Tại vì anh thấy ngoài chỗ mà nó bán đó, chỗ Seafood Connection đó, họ bán cua này nè các bạn, là họ luộc ngập con cua. Mình không biết họ luộc bằng gì ta, không biết nước ngọt hay nước mặn. Chắc họ ngọt nước mặn đó em. Cho nên lúc mà họ luộc xong cua vẫn là juicy, nó vẫn mềm mại, không có khô. Còn mình steam những giờ này, là để tới ngày hôm sau á, nó khô, mình hấp á, cái nó khô. Còn bây giờ mình luộc có nhiều nước á, thì cua nó sẽ mềm hơn, ngày hôm sau nó sẽ mềm hơn. Cái này nếu mà mình luộc vừa chín tới á, thì nó không bị khô. Nếu mà mình luộc lâu quá nó sẽ bị khô. Nhà luộc như vậy thì còn chỉ còn mấy tuần nữa là hết rồi, hết mùa rồi đó các bạn. Hai vợ chồng tranh thủ đi. Có người bạn rủ đi khám phá chỗ mới. Mình muốn đi khám phá chỗ mới ở Washington này, chuyển qua những cái ngóc ngách rất nhiều lắm. Mình nói là ngóc ngách nhưng dựa ra nó đi từ bên này qua bên kia cũng như lâu xa, cũng xa lắm. Đi từ bên này qua bên đảo bên kia thôi cũng xa lắm, chạy cũng là nhiều khi 20 phút, 20 phút nửa tiếng chạy trên tàu với tốc độ là khoảng 60 km hoặc là 70 km một giờ. Đi đường biển là thẳng cánh cò bay nha. Vậy mà cũng đi tới 20-30 phút từ đảo này qua đảo kia. Tại chỗ người dân ở là đảo nhiều lắm, là mấy cái bê, mấy cái vịnh á cũng nhiều nữa. Tại bên này là đồi núi không à, cho nên là mấy cái vịnh, mấy cái bê nhiều lắm. Nên từ đảo này qua đảo kia là xa. Dưới có chỗ sâu là cũng cả 1000 feet, có nghĩa là khoảng 300 mét. Sâu lắm. Đó, 300 mét. Rất là sâu. Ở bên này sâu là tại vì bên này đồi núi nhiều, không phải là đồng bằng, cho nên biển sâu lắm. Chứ không như Florida với lại Texas, bên đó là đồng bằng, cho nên nó là mình lội đi ra ngoài cả mai mà vẫn có nửa người mình à, không có sâu. Bên này hả, đi ra một chút xíu là thụt xuống liền á, ngập đầu mình liền, nó sâu vậy. Ngập đầu gì? Ngập luôn. Chìm luôn đó cả nhà. Nó thụt xuống là thụt xuống mấy trăm feet luôn, hoặc là mấy trăm feet là cái bờ nó không có thoai thoải giống như là ở mấy cái tiểu bang đồng bằng. Cho nên là đi ra đây nguy hiểm lắm. Còn là bên kia mình tắm hay gì á cũng không có sao. Còn ở đây đi ra bơi chút xíu là thuộc xuống là bơi tắm đâu có được. Xuống nước nó lạnh lắm. Xuống thẳng vực sâu luôn. Nước nó lạnh á. Xuống là nó bốt da bốt thịt, là đâu có bơi được. Cũng có mấy đứa nhỏ nó, mùa hè nắng quá cái này nó tắm ngoài. Em no rồi hả? No. Em cũng no luôn rồi. Hết con này là no luôn rồi. Ngày nay trên tàu cũng ăn cua, giờ về nhà cũng ăn cua, ăn quá trời luôn. Cua ăn rết rồi không biết làm món gì ăn. Bóc ra nấu súp. Súp cũng chán rồi. Súp măng cua rồi. Cua trứng cũng chán. Cua hấp trứng cũng chán rồi. Rồi giờ bóc ra nấu bún riêu cũng chán rồi. Giờ còn một cái nữa. Lấy gì không? Gì? Crab cake. Không ăn luôn nữa. Mỹ thì hay làm crab cake.
sợ đây không phải sợ crab, sợ crab cake không phải sợ gì, nhưng mà giống như sợ cua. Ăn nhiều quá ớn. Nói chung là ăn mà ít ít á thì mình thấy ngon, mình cảm thấy quý ha. Chứ mà bây giờ nhiều quá ăn ngập mặt như vậy á, trời ơi ăn riết ngán luôn đó cả nhà. Nói chỗ khác thì tao không có ăn chứ thì Dương ăn này là ngán lắm rồi. Ngày nào mùa hè ngày nào cũng cua đó. Cua ăn cả tôm. Ngày nào cũng cua, ngày nào cũng cua. Thì thôi em ngồi mà ăn nha. Ăn xong luôn rồi. Còn hết không? Thấy luôn rồi. Thôi, Dương ăn con là ngán rồi cả nhà. Ăn không nổi lắm. Ăn vậy là ngập mặt luôn rồi. Có mai đi. Mai để lạnh nhá, ăn ngon hơn. Giờ ăn con nóng vậy đi. Rồi, thì Dương ăn xong rồi cả nhà. Thì Dương xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha. Thì Dương mến chúc cả nhà luôn ăn lành, hạnh phúc. Rồi bây giờ thì Dương với Hai Lúa xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye, chúc cả nhà một buổi tối ăn lành và một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ cho thì Dương một cái thumbs up nha cả nhà. Bye bye.